đi thầm đi lén đó. Bây giờ bắt đầu bây giờ tổ ong của điệp dưỡng khoảng cả tuần lễ đó cắt cũng của bộ mà cả lít ngoài mặt à. Nói chung là 1 lít 2 lít mặt không thành vấn đề, nhưng cái tình nghĩa mới là quan trọng. Cái tình nghĩa anh em còn có thể gặp đi lại nữa đó, mà bây 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 giờ xuống máy giọt rồi, gặp gặp gặp, gặp, gặp điệp, điệp điệp đến chạy bằng muốn bỏ dép luôn á. Giờ điệp buồn lắm, nhưng mà thôi kệ đi. Trở lại với kênh của Điệp, cũng gửi lời chào cô chú anh chị các bạn nha. Điệp cũng xin gửi lời chào các anh em đồng nghiệp và fan cô của Điệp nha. Hôm nay Điệp tiếp tục đi lấy mật ong rừng nha cả nhà. Thì ở đây Điệp ở nhà, Điệp ở bên đó 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 nha cả nhà. Thì Điệp ở cặp mé sông, thì ở bờ kè này cũng của Điệp đó. Đó, bây giờ cùng đồng hành với Điệp và cũng một cái máy và một cái giỏ nha, cái máy và cái giỏ. Sáng nay Điệp cũng đi thả lưới cá hồng tông cũng được trên 3,5 kg, thả 2 dạo lưới hạ cả nha ơi. Ấy dạ, lắc ngay cả nhà, nhưng mà Điệp không có quay đó. Thì Điệp mới thả lưới về, Điệp rửa ghe sạch sẽ hết trơn rồi đó. Giờ thì cùng đồng hành Điệp nè, này là sơ dừa rồi bọc rồi dao đồ. Điệp cũng mới quên nữa, quên khoe với anh em, thì cũng mới mua 2 con dao nè, bén lắm ạ. À, 2 con dao đó. Bây giờ Điệp mời cả nhà dùng bánh mì dưới Điệp nha. Đây là bánh mì đó. Điệp mời cả nhà nha. Cái này là cơm, còn cái này để Điệp có tay à, cầm để 2 cái giò. Rồi Điệp mời. Ồ, giờ em vợ nó mới làm ca trà đường nè, Điệp cầm cái ống hút đi lên nè. Rồi mà Điệp mời cả nhà dùng miếng trà đường dưới Điệp nha đó. Rồi cả nhà uống rồi nha. Rồi giờ Điệp hôi vui vui nha, Điệp đậy lại. Rồi giờ cùng đồng hành với Điệp đi kinh này kinh sáng Sài Gòn nha cả nhà. Giờ Điệp sẽ bắt đầu triển khai đi đổ xăng, chạy qua bên cây xăng Điệp đổ rồi xong xuôi cho Điệp đi. Chuyến này Điệp đi hơi xa một chút xíu, là Điệp đi khỏi 1.000 luôn, là vô tới 7.000 nha. Đường này là đường đi ra biển luôn, đường xuống dưới Kiên Giang, miệt thứ đó, nó đồ đó, Vĩnh Thuận, đồ Cà Mau, Bạc Liêu đồ đó nha cả nhà. Đó, giờ Điệp mời cả nhà cùng trải nghiệm dưới Điệp nha. Rồi Điệp bắt video nha cả nhà. Mới nãy Điệp thấy một người bạn, một người quen đó cả nhà, mà xuống máy giật máy chạy đi rồi cả nhà. Điệp tin tưởng anh em, Điệp dẫn anh em đi giao lưu 10 mấy người vậy, hết chỗ này tới người kia, mà trở lại đời sống của Điệp vợ con. Nói chung là Điệp thì vô tư, còn mà rõ ràng thấy không, đồ tổ ong này Điệp dưỡng hơn 1 tuần lễ rồi nè cả nhà, mới cắt hết thì nè. Điệp quay cho cả nhà xem nha. Nè, nó tôm ở trên cái cây xài đó, cả nhà thấy không, tôm lớn nha. Điệp dưỡng hơn mồm 1 tuần lễ rồi, tại cái khu trong này ít anh em đi săn ong lắm nè. Cắt này anh em, con ong nè nó còn đi luôn nè, còn nhúc nhích kìa đó. Anh em thấy không, mới cắt hết thì luôn nè, nước còn nè, nước ở trên cái lá xài đó nó đó anh em nè, ướt nhẹp luôn đó nè, ướt nhẹp nè đó anh em thấy không, ướt nhẹp luôn đó. Còn con ong nó mới xây thối, nó còn nhúc nhích đó, quá trời luôn đó anh em thấy không. Điệp tin tưởng anh em, Điệp giao lưu với anh em, Điệp dẫn anh em đi những cái điểm của Điệp để mà lấy mật ong. Đi bắt đầu được một người đi chừng 1-2 lần vậy đó nè anh em thấy không. Cái con ong kìa bị cắt rồi, buồn thiệt chứ. Rồi bắt đầu giao lưu 1-2 lần như vậy đó anh em. Rồi bắt đầu không có Điệp phải đi mà hú Điệp một tiếng, Điệp không bao giờ buồn. Đi mà không có hú Điệp gì hết trơn đó anh em. Thình lình Điệp gặp cũng nhiều trường hợp đi xe nè, rồi nhiều trường hợp đi máy. Đó, bây giờ đi vô mới đi xuống vỏ giọt liền. Điệp vừa đi vô tới đây thì Điệp thấy còn ướt đó. Đó, cái tổ ong chà bá luôn. Giờ Điệp hết biết nói luôn rồi. Nói chung là anh em đi giao lưu á, đời sống á, của anh em nào cũng có đời sống riêng hết trơn á, nhưng mà trước khi đi lấy mật ong á, những cái nơi của Điệp á, phải hú Điệp một tiếng, nói anh Điệp ơi, hay là Điệp ơi, hôm nay anh em mình đi lấy mật ong ha, mà không hề hú Điệp gì hết trơn, đi thầm đi lén đó. Bây giờ bắt đầu bây giờ tổ ong của Điệp dưỡng khoảng cả tuần lễ đó, cắt cũng của bộ mà cả lít ngoài mặt à. Nói chung là 1 lít 2 lít mặt không thành vấn đề, nhưng cái tình nghĩa mới là quan trọng. Cái tình nghĩa anh em còn có thể gặp đi lại nữa đó, mà bây giờ xuống máy giọt rồi, gặp điệp đến chạy bằng muốn bỏ dép luôn á. Giờ Điệp buồn lắm, nhưng mà thôi kệ đi, kệ anh em chỉ biết biết nhau 1-2 lần thôi,
rồi lần sau thì nói chung là anh em đừng có gặp Điệp nữa. Chứ gặp Điệp mà Điệp giao lưu á với anh em mà anh em thiệt tình với Điệp á thì Điệp không nói, mà cái này như vậy đó anh em thấy không, mới gần gần luôn. Điệp dưỡng 7-8 ngày luôn. Ổ ông này á là mới về chứ không ai không. Điệp mới vô, Điệp nói là thôi ổ ông nó mới về rồi, bắt đầu á dưỡng đi rồi nữa mai mốt anh em mình vô lấy mặt rốt cuộc dưỡng cho đã đời rồi giờ vậy đó. Đó anh em thấy không, tụi ông lớn á. Thôi giờ Điệp up video anh em ơi. Điệp nói chung cũng hơi nói nhiều tí xíu nè, tại vì Điệp hơi bức xúc, hơi buồn thôi, nên Điệp nói hơi nhiều tí xíu, có gì anh em không cảm bỏ qua cho Điệp nha. Đó lấy mặt ông gừng mà Điệp lọt vô trong đây là vườn cốc chứ vừa quá trời luôn. Trong này là ong nhiều lắm, ở trên đó có cái kèo cũ người ta cắt á, trong này cũng có người nữa nha cô chú. Rồi Điệp phát hiện ở trên cây này có cây cốc này có hai tổ nè, tổ nhỏ tổ lớn đó kìa. Con lớn mặt trời chá rồi. Khó leo quá, cái nhánh nhỏ xíu. Thank you.
Anh em đồng nghiệp với cả nhà đừng cứ gầy máy nha, điệp là cây điệp bắt khẩu nữa, cây dội nó gần hết rồi, quýnh quá quýnh. Ở đây đi cả nhà. Quá trời quýnh này, cái này. Đây đúng quýnh đi. Hai cái da. Vừa tới đây luôn. Này nó chạy tay nó khoảng chừng nửa lít mặt rồi cả nhà. Cục mới cắt nè. Nè. Quá quýnh này.
hai cục này khoảng chừng lít mặt cả nha, nhận nha, cả lít à. Lít mặt cả nhà và anh em ơi. Cái khu trong này quá trời luôn, ong quá trời nhiều nhiều luôn mà bị người ta cắt trước hết trơn cả nha. Quá trời. Thôi giờ Điệp xin gửi lời chúc đến cô dì chú bác á, anh chị á. Có một ba muốn nói yêu thương nha, chứ giờ nó quấn quá luôn cả nhà. Đó, bây giờ quấn tay chim Điệp nè trời. Nè. Bây giờ dính kim nè. Bây giờ. Thôi Điệp up video cả nhà ơi, hẹn cả những clip tiếp theo quấn quá.